Ngày hôm nay, tư vấn giám sát Phạm Gia xin chia sẻ cho anh chị câu chuyện về việc khi xây nhà, dù dùng vật liệu tốt nhiều tiền, nhưng nếu để thợ làm ẩu làm sai quy trình thì hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Đây là việc khi chúng tôi được mời đến để kiểm tra về công tác chống thấm của một tòa nhà văn phòng tại Hà Nội. Mọi người có thể thấy là lớp Zika chống thấm trên tường bám khá chắc, rất khó trong việc bóc ra do trên tường ít bị bám bụi hơn. Tuy nhiên đối với lớp Zika trên nền mái thì hoàn toàn không bám dù được chống thấm bởi vật liệu chống thấm đắt tiền. Như vị trí này chẳng hạn, vệ sinh không được sạch, vẫn còn nhiều bụi bẩn làm cho lớp Zika bong rộp hết, không bám được vào bề mặt sàn. Màng Zika sẽ rách và sàn sẽ bị thấm. Đối với sàn mái sẽ được chống thấm bằng Zika Proof Membrane. Đặc tính của Zika này đó là chống thấm khi bề mặt bê tông cứng đạt mác 200 trở lên. Đặc biệt là phải vệ sinh sạch và mài nhám bề mặt sàn bê tông thì khi thi công chống thấm mới đạt hiệu quả tốt nhất. Về công tác mài nhám thì chúng ta phải đi kiểm tra những vị trí mài. Anh chị có thể thấy như thế này là đạt yêu cầu. Còn những chỗ như thế này thì là không đạt. Chúng ta phải mài bỏ hết lớp vữa yếu đi, phải chống thấm trên bề mặt bê tông mác cao tối thiểu là 200 trở lên. Khi đó Zika sẽ bám chặt xuống nền, thì dù nhiệt độ có thay đổi lên hay xuống, Zika cũng không bị bong rộp lên. Nên là khi chống thấm sàn mái, anh chị cần đặc biệt lưu ý công tác vệ sinh sàn sẽ quyết định đến chất lượng của công việc chống thấm sau này nhé. Không phải chúng ta cứ dùng vật liệu đắt tiền là sẽ yên tâm, mà còn phải đúng và đủ các bước theo kỹ thuật thì mới mang lại hiệu quả tốt nhất được. Anh chị đang có nhu cầu về xây dựng thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn nha. Phạm Gia, chuyên tư vấn giám sát nhà ở, biệt thự tư nhân.